Thưa quý vị, trong những ngày chống dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Bình Dương thường xuyên xuất hiện những tập thể cá nhân có những hành động, những việc làm thấm đượm tình nhân văn, nhân ái, nghĩa tình. Câu chuyện đưa thai phụ về quê sinh con trong những ngày dịch sau đây sẽ là một trong những minh chứng cho hành động vì sức khỏe của nhân dân trên hết và trước hết tại Bình Dương. 7 giờ sáng nay, 26 tháng 8, vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Nhật Tân được thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương đưa về quê để sinh con. Hội còn tặng đôi vợ chồng trẻ 2 triệu đồng và nhiều phần quà. 3 năm trước, từ quê nhà ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hai bạn trẻ Kim Anh, Nhật Tân đến phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương làm công nhân và nên duyên chồng vợ. Giờ đây, Kim Anh mang thai lần đầu được hơn 8 tháng thì dịch COVID-19 bùng phát. Nguyện vọng được di chuyển về quê để sinh con ngay trong những ngày giãn cách xã hội là việc làm thực sự khó khăn. Thế nhưng, bằng sự hỗ trợ, kết nối của những thành viên Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp, đôi vợ chồng trẻ Kim Anh, Nhật Tân được trở về quê nhà để sinh con theo nguyện vọng. Em đã liên lạc với xã, với phường của em để đăng ký về quê. Nhờ anh Bái với anh Dương bên Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh Bình Dương giúp em là làm thủ tục. Với tinh thần vì sức khỏe của nhân dân trên hết và trước hết, trường hợp thai phụ Kim Anh được đưa về quê để sinh con là trường hợp thứ hai do Hội Chữ Thập Đỏ Bình Dương hỗ trợ. Hiện nay, Hội đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết cho 20 trường hợp khác là phụ nữ công nhân đang mang thai và đã đăng ký để được trở về quê sinh con. Đồng thời, Hội cũng đang tiếp nhận phân chia vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa thực phẩm thiết yếu đến với bà con đang gặp khó khăn về lương thực thực phẩm ở vùng dịch. Với những hoạt động đầy ý nghĩa đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương đang tích cực góp phần chăm lo cho người dân trong những ngày xảy ra đại dịch.